Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh báo nhiễm uốn ván gia tăng ở người lớn tuổi. Gia Lai sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ba. Thái Nguyên bắt đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ 26 bánh heroin. Bức xúc vì giá dịch vụ y tế cao. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin cảnh báo ở lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tỷ lệ người mắc uốn ván đã tăng lên rõ rệt, ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chuyên điều trị bệnh uốn ván. Trước đây trung bình mỗi năm có khoảng 300 ca uốn ván, thì trong 4 tháng đầu năm 2017 đã có trên 150 ca uốn ván nhập viện. Trong 4 tháng đầu năm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị trên 150 ca uốn ván. Tác nhân gây bệnh uốn ván là những nha bào có ở trong đất, trong cát, trong phân động vật, ở trong môi trường lao động. Điều nguy hiểm là các ca bệnh đều bị những vết thương, tai nạn lao động sinh hoạt, nhưng chủ quan xử lý tại nhà mà không được chích ngừa uốn ván. Chính vì thế, nhiều trường hợp khi đưa vào cấp cứu do quá nặng, dẫn đến tử vong hoặc phải nằm điều trị lâu dài. 100% những ca uốn ván mà nhập viện thì mình hỏi lại tiền sử là bệnh nhân không được chích ngừa uốn ván. Những cái đối tượng đó mà được cần phải tiêm chủng thì thứ nhất là phụ nữ ở trong tuổi sinh đẻ 15 đến 35 tuổi hoặc là phụ nữ đang mang thai thì cần phải tiêm chủng đầy đủ. Để tránh quá muộn do bệnh tiến triển nhanh, người dân không nên cứ bị thương rồi mới chích ngừa mà nên chủ động tiêm chủng sớm để phòng bệnh được hiệu quả. Tiếp theo là thông tin đáng quan tâm trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vì vậy, không khí ôn tập ở các trường trung học phổ thông luôn trong tư thế chạy đua với thời gian. Mỗi ngày, các em học sinh học tập đến gần 14 tiếng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại trường Trung học Phổ thông Thành Nhân, quận Tân Phú, đến thời điểm này, các hoạt động học tập của học sinh tại trường đã chuyển sang giai đoạn trò tự học, giải đề, thi thử và thầy cô chỉ hướng dẫn hỗ trợ thêm khi cần. Một ngày của các em sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, giờ học chính thức từ 6 giờ 30. Học sinh được lo ăn uống và nghỉ ngơi ngay tại trường. Giờ học chiều sẽ bắt đầu lúc 13 giờ, các em sẽ được thư giãn từ 17 đến 18 giờ và sau đó sẽ tiếp tục học đến 22 giờ 30 phút, sau đó sẽ nghỉ ngơi. Học rất là dày đặc nên rất là mệt mỏi, nhưng mà vì quyết tâm thi đậu đại học cho nên là chúng em vẫn cố gắng. Cũng có phần hơi lo lắng, nhưng thì để được thành công tốt đẹp thì tụi em sẽ chuẩn bị tinh thần khoảng 90% đến 100%. Dù học hơn 14 tiếng một ngày, có phần mệt mỏi nhưng các em đều rất cố gắng và nỗ lực vì hướng đến mục tiêu cao nhất là trúng tuyển vào các trường đại học như mong muốn. Thưa quý vị, robot lau nhà, một phát minh giúp các bà nội trợ làm việc nhà đơn giản và dễ dàng hơn thông qua hệ điều hành Android trên điện thoại di động. Đây chính là sáng chế của em Nguyễn Thanh Phát, học sinh lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Vật dụng để làm nên robot lau nhà bao gồm các mảnh giấy không còn sử dụng, vải vụn, các đĩa cũ, hai bánh xe, một số động cơ quay. Các hoạt động của robot thông minh này đều được điều khiển bằng điện thoại di động. Việc sử dụng robot cũng rất đơn giản. Người sử dụng chỉ cần chạm tay vào các biểu tượng trên màn hình điện thoại để điều khiển hướng đi. Robot sẽ nhận lệnh và tự động chạy. Khi gặp các vật cản, robot sẽ dừng lại. Qua khóa học của lập trình của Hải Sinh, em đã tìm hiểu về một số bảo mật. Một lần giúp mẹ thì em nảy sinh ý tưởng để áp dụng những bảo mật nào vào thực tế. Em đã lên ý tưởng là sẽ làm robot lau nhà. Chi phí là khoảng là 380. Robot lau nhà rất thiết thực trong đời sống, giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian công sức lau nhà bằng việc ngồi tại một địa điểm và điều khiển robot làm việc. Theo Nguyễn Thanh Phát, chi phí thực hiện robot này rất thấp, các vật dụng đều dễ dàng tìm mua được. Trong thời gian tới, Phát sẽ tiếp tục cải tiến robot để hoạt động tốt nhất, xác định hướng đi chính xác hơn. Bên cạnh đó, cậu học sinh cũng cho biết sẽ nghiên cứu thêm chức năng dọn rác cho robot để giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng xe dù bến cóc luôn là vấn đề nhức nhối tại các đô thị. Nếu như trước đây, tình trạng này chủ yếu là xe hợp đồng du lịch trá hình, xe khách chạy vòng vo đón trả khách, thì nay, sau khi bị điều chuyển luồng tuyến, một số nhà xe đã lập bến xe ngay tại văn phòng, chạy xe dù để đón khách.
Sau đây là phản ánh của phóng viên tại Hà Nội. Nằm trên đường Giải Phóng, chỉ cách hai bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát không đến 1 km là một số bến cóc hoạt động náo nhiệt. Không vào bến, những chiếc xe này tiếp nhận khách từ cổng các bến xe rồi chạy thẳng từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Theo lời người dân, khu vực phía sau bến xe Nước Ngầm là điểm đổ xe của các xe trung chuyển khách giữa các bến. Khi có đủ khách, các nhà xe chạy tuyến cố định sẽ gọi thuê những chiếc xe này để đi gom khách quanh thành phố. Ở đây xong có người dẫn cái đoàn ấy đi sang bến Nước Ngầm, dẫn cái đoàn khách ấy. Chắc là người ta đi gom ở đâu đấy? Đi gom ở đâu Mỹ Đình. Nhiều ngày đấy, nhiều sẽ xảy ra chắc nhiều. Khoảng giờ nào? Nó thất thường nhưng mà cứ phải tầm khoảng 10 giờ rồi ra. Đi xe mà chạy dù như vậy, những cái xe bến cóc như vậy thì họ không bán vé. Nếu vào bến thì thực hiện cái luật thuế thì các doanh nghiệp phải in vé, bán vé, đăng ký vé thì phải nộp thuế hàng tháng, hàng quý. Nhưng riêng những xe đó thì họ không đăng ký kinh doanh, họ cứ đưa xe đến và bốc khách đi. Thế như thế là họ hưởng lợi toàn bộ cái sản phẩm đấy. Bắt khách dọc đường không còn là vấn đề mới. Cũng chính vì khó kiểm soát nạn xe hợp đồng trá hình xe khách dẫn đến tình trạng các nhà xe chạy tuyến cố định cũng buộc phải dùng mọi biện pháp để kéo khách. Vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn giao thông mà còn khiến nhà nước thất thu nhiều tỷ đồng tiền thuế. Quan trọng hơn, đó là tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách. Thưa quý vị, những năm gần đây, do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, cộng với những tác động từ con người đã khiến sông Ba đoạn qua tỉnh Gia Lai bị thay đổi dòng chảy, dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng như đe dọa trực tiếp cuộc sống của hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông. Để hiểu rõ hơn về tình trạng sạt lở này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Quỹ đất của gia đình ông Cờ Sao Siêu ở xã Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai, mỗi năm đều bị thu hẹp do tình trạng sạt lở bờ sông. Đặc biệt có những năm diện tích đất bị xâm thực sâu từ 5 đến 7 mét. Trước là năm xào, bữa nay là thôi nó dần dần xe người ta đi dâm chỗ đất rải bên chỗ đây, thôi dần dần gần cứ hết. Nếu không có giải pháp xử lý cái này chắc là mất, chủ phải lên núi. Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ba đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng huyện Iapa đã có trên 2 km bờ sông bị sạt lở, trong đó có trên 700 mét sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, thì tốc độ sạt lở rất là nhanh. Một năm trung bình sạt lở từ khoảng 5 đến 7 mét. Nếu như mà nhà nước không có cái đầu tư vào đây làm kè ở đây thì không có biện pháp nào khắc phục được. Huyện Krông Ba cũng là địa phương có 40% diện tích đất tự nhiên là vùng trũng thấp thuộc hạ lưu sông Ba, thường xuyên phải chịu cảnh ảnh hưởng bởi mưa lũ gây ngập lụt sạt lở đất. Cô thì cảm thấy lúc nào cũng lo sợ, chỉ sợ là đang đêm ngủ mà nó lại làm cái rầm cái nó đổ nên đưa cả nhà cả người đi thì cô kinh lắm. Nguyên nhân sạt lở được xác định đợt lũ lịch sử năm 2009 và 2011 khiến sông Ba đột ngột đổi dòng, hình thành dòng mới cách dòng cũ gần 1 km. Các cấp chính quyền đã có tuyên truyền vận động bà con di dời khẩn cấp khỏi vùng lũ sạt lở, hỗ trợ mỗi hộ từ 6 đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân vẫn hàng ngày sống trong lo sợ, chờ đợi dự án di dời tái định cư cụ thể của cơ quan chức năng. Tối 20 tháng 5, tại địa phận xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra trận động đất mạnh 2,7 độ Richter. Khu vực này nằm trong lòng hồ thuộc thượng nguồn của hồ chứa thủy điện sông Tranh Hai. Những năm gần đây, động đất tại khu vực thủy điện sông Tranh Hai liên tục xảy ra. Dù đã quen với động đất và được chính quyền địa phương tuyên truyền giải thích, tham gia diễn tập phòng ngừa, song các trận động đất cứ liên tiếp xảy ra đã tác động không nhỏ đến đời sống của nhiều người, khiến người dân không khỏi lo âu. Trái ngược với tình trạng rớt giá của ngành chăn nuôi, hiện nay ngành trồng cây thảo dược lại đem về nguồn thu nhập cao cho người trồng. Với hơn 1 hectare đất canh tác không hiệu quả, sau thời gian tìm tòi nghiên cứu, anh Vũ Công Định, 34 tuổi, ngụ tại xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã chọn hướng đi riêng là trồng đinh lăng và sâm bố chín. Đến nay hơn 1 hectare trồng thảo dược cho thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng. Đam mê sưu tầm và trồng các loại cây thảo dược, anh Vũ Công Định đã trồng thử nghiệm 3.000 m2 sâm bố chín. Sau gần một năm, anh Định thu hoạch được 4,5 tấn, lợi nhuận hàng chục triệu đồng. Từ hiệu quả này, anh Định mở rộng diện tích lên 1,5 hectare, kết hợp trồng đinh lăng. Đồng thời, anh Định nhân giống cung cấp và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 60.000 cây giống mỗi tháng. Sản phẩm thu gom được bán cho các công ty ký kết trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc. Mỗi năm anh thu nhập cả tỷ đồng. Tính theo thời điểm hiện tại bây giờ thì cái nguồn hàng hiện bây giờ mình thu không có đủ.
không có đủ sức đi đó. Cũng theo anh Định, đây là loại thảo dược dễ trồng, kinh phí đầu tư ít. Hiện đinh lăng được thu mua với giá 45.000 một kg, gồm thân, lá, riêng phần củ từ 3 năm trở lên là 200.000 đồng một kg, sâm bố chính là 120.000 đồng một kg, nhưng cung không đủ cầu. Thưa quý vị, tại tỉnh Khánh Hòa, vụ bưởi da xanh năm nay tiếp tục đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân tại địa phương. Hiện các vườn bưởi da xanh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đang vào vụ thu hoạch. Bình quân mỗi hecta trồng bưởi cho sản lượng 45 tạ một năm. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng nên cây bưởi cho thu hoạch quanh năm. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá thu mua bưởi da xanh tại vườn liên tục tăng cao, từ 25.000 đồng một ký lên 40.000 đồng một ký và hiện đang ở mức từ 42 tới 45.000 đồng một ký. Giá bán tăng không chỉ khuyến khích người dân mở rộng diện tích, tăng cường đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng trái, mà hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này ngày càng khả quan hơn. Sau khi trừ đi chi phí, bình quân mỗi hecta bưởi da xanh trong giai đoạn kinh doanh thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Đến nay, 1/3 trên tổng số 230 hecta bưởi toàn huyện đã cho thu hoạch. Hiện bưởi da xanh cũng đã được huyện Khánh Vĩnh xác định là một trong 4 loại cây ăn quả chủ lực sẽ được quy hoạch phát triển thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Nối tiếp chương trình là các thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa lập thành tích xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt giữ một đối tượng cùng với tang vật là 26 bánh heroin. Theo đó, lúc 4 giờ ngày 20 tháng 5, tại khu vực tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Trung Kiên, 28 tuổi, trú tại xã Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đang tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét xe Kiên đang điều khiển, các trinh sát thu giữ 26 bánh heroin có trọng lượng 9.057,64 gram và 19 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,86 gram cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Trên bước đầu, Kiên khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Cũng trong ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Thúy, trú tại thị xã Phúc Yên về hành vi môi giới mại dâm và Đỗ Thị Thuấn, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, là quản lý nhà nghỉ Sao Mai ở phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên về hành vi chứa mại dâm. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Vĩnh Phúc đồng loạt kiểm tra nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Sao Mai. Ngoài ra còn có 3 gái bán dâm đang chờ khách để thực hiện hành vi mua bán dâm. Thúy thuê nhà trọ giáp với nhà nghỉ Sao Mai và nuôi từ 7 đến 10 gái bán dâm. Mỗi lần khách đến nhà nghỉ có nhu cầu, quản lý nhà nghỉ là Đỗ Thị Thuấn sẽ cho khách số điện thoại của Thúy để trực tiếp liên hệ và thỏa thuận. Giá mỗi lần bán dâm là 300.000 đồng. Số tiền trên, gái bán dâm sẽ trực tiếp nhận của khách, sau đó về chia cho Thúy 150.000 đồng. Đường dây mại dâm này do Lê Thị Thúy đứng ra tổ chức hoạt động từ đầu năm 2017. Tại Yên Bái, Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Đồng Văn Nối, trú tại thôn Nang Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 21 tháng 9 năm 2016, nghi ngờ vợ là Đèo Thị Mẫn có quan hệ bất chính với anh Đồng Văn Trường, trú tại thôn Nang Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, nên Đồng Văn Nối đã đến nhà anh Trường tìm và gặp chị Mẫn ở đó. Tại đây hai người nói chuyện và xảy ra xung đột. Đồng Văn Nối xuống bếp lấy dao và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Mẫn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên phạt Đồng Văn Nối án chung thân về tội giết người. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Đửa, tự Khánh, sinh năm 1986, quê ở tỉnh Tây Ninh, để điều tra làm rõ về hai tội danh mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Nửa có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thiệp, sinh năm 1979, quê Trà Vinh, mặc dù chị này đã có chồng và con gái 3 tuổi. Cả hai thuê phòng trọ ở huyện Cần Giờ chung sống. Sau hơn một năm, Nửa phát hiện số vàng mình tích góp được bị người tình tiêu xài hết nên nảy sinh mâu thuẫn. Chiều ngày 16 tháng 4, nhân lúc chị Thiệp đi vắng, Nửa mượn xe máy của em trai chị Thiệp rồi ôm con gái riêng của người tình bỏ trốn. Sau hơn một tháng vào cuộc điều tra, sáng ngày 19 tháng 5, Nửa bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang làm công nhân ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Qua đấu tranh, Nửa khai đã bắt cóc bé gái đem cho một người ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nuôi. Ông này cho Nửa 3 triệu đồng. Riêng chiếc xe máy của em trai người tình, Nửa bán được 1,5 triệu đồng để tiêu xài. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, đưa con đi khám bệnh ngoài giờ hành chính, bố mẹ phải nộp tiền khám là 310.000 đồng. Tuy nhiên, người bệnh đến thì phòng khám đóng cửa và phải mất thời gian đi lòng vòng để khám bệnh. Câu chuyện trên đã được Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương làm rõ. Mất quá nhiều thời gian để đưa con đi khám bệnh là thực trạng từ lâu đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Với mong muốn được khám ở tuyến Trung ương, nhiều gia đình ở các địa phương đã vượt tuyến, đưa con đi khám và chấp nhận trả phí dịch vụ cao hơn. Ở đây thì khám thì đợi hơi lâu chị ạ, lâu quá. Khám từ sáng giờ mà giờ còn chưa xong. Phải cao, nếu mà được giảm đi một chút nữa thì tốt, với cơ sở vật chất thì thế này thì không chê gì cả rồi. Mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp đón gần 3.000 lượt khám chữa bệnh nên luôn trong tình trạng quá tải. Trước tình hình đó, bệnh viện đã tổ chức gần 60 bàn khám tự nguyện và khám bảo hiểm y tế, 10 bàn khám dịch vụ với các mức giá khác nhau để đáp ứng nhu cầu người bệnh. Hiện tại thì bệnh viện chưa triển khai được khám ngoại vào ngày thứ bảy, cho nên là bệnh nhân đó đến khám bệnh thì cũng phải là điều bác sĩ ở trong nội trú ra để khám và xử lý. Cái cách tổ chức vận hành và giải thích cho người dân chưa rõ ràng. Và khi kíp đó chúng tôi cũng đã có những cái yêu cầu tương trình kiểm và có những cái mức kỷ luật. Theo Bộ Y tế, hiện chưa có bảng giá chuẩn quy định cho giá khám dịch vụ theo yêu cầu hay giá khám bệnh ngoài giờ, nên các bệnh viện vẫn được tự kê khai giá. Bộ Y tế là đề nghị các bệnh viện là theo cái cơ chế là được tự công bố giá của mình theo cái định mức chung và thực hiện đảm bảo được là công khai và minh bạch. Trên thực tế, dịch vụ khám bệnh tự nguyện đang phổ biến ở nhiều bệnh viện công, do khâu quản lý chưa chặt nên đã nảy sinh nhiều vấn đề. Vì vậy, Bộ Y tế cần phải kiểm soát và đưa ra mức giá trần hợp lý để tránh xảy ra những vụ việc bức xúc như tại Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian qua. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Loạt dự án có dấu hiệu vi phạm luật đất đai. Nghệ An, 6 người trong một gia đình nhập viện do ăn nấm độc. Bà Rịa Vũng Tàu bắt đối tượng giết người tình cướp tài sản vứt xác phi tang. Số cặp vợ chồng bị vô sinh ngày càng tăng.